Ê, ê, trời ơi, trời đất ơi, ê, trời ơi, văng luôn cái cây. Ê, trời, 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 trời đất ơi. Biết nó chỗ nào chưa chạy. Trời ơi, có thế rồi, con cái mọt rơm. Người ta thường thường ta chạy hai bánh sau, con này không chạy hai bánh trước à. Trời đất ơi, nó không... Ảnh thằng à, người ta chạy hai bánh sau này chạy hai bánh trước không à. Ở vậy bây giờ trời ơi nè. Trời ơi có một rơm mà con. Trời đất ơi. Giờ ngộ á, giờ chạy hai cầu trước không à, mà cái này cầu trước không có cầu mà chạy luôn mới được chứ. Phải có cầu trước. Cái cầu trước có cầu mà không nói trước không có cầu luôn. Mà chạy hai bánh trước luôn ghê thiệt. Tay tay mắt tay mắt của tao khắp nơi mà. Con ơi, cái màu nguyên một rơm rồi con. Đang dốc giả lặt nè. Rồi. Một đầy luôn hả? Đầy luôn. Đầy luôn. Hồi nãy có ai trên một không? Không hả? Cũng hên cái là cái máy cài nó chưa lật cũng đỡ lật nguy hiểm. Dỗ tướng thì chở hai thứ là xe Honda rồi xe máy cài luôn. Một mọt cái 2.4. Quá trời nghe mấy cài lạc chạy rồi gãy luôn cái cây cầm quay phim luôn nè. Gãy mẹ nè, còn cái cùi không nè. Ừ. Quá trời lỗ luôn. Ờ, nguyên một rơm một con, ô con cái máy cài nó nhổng cái bánh lên trời nè. Trời đất ơi. Ôi. Trời ơi. Quá thế mà con lên dốc này lật lộn con mèo luôn cái đồ mọt luôn trời, nguyên mọt rơm luôn hai cái bánh kìa nè. Trời đất ơi, nhổng lên trời nè. Quỷ thằng ơi. Quá thế à. 6674D. Quá thế à. Ôi. 240 cục để nhóc luôn, kéo lên lật luôn. Cái này về kho rơm với ông Giang hả? Một lạc cực, anh em cực lắm mà con, mệt chỉ lắm luôn á. À trời. Trời ơi cái bánh xe kìa trời. Hồi đó giờ tôi mới thấy là máy cài mà chạy được cái kiểu này luôn á. Mới thấy hả?
Mới thấy đó cái phim mới thấy luôn. Thấy hai lần hả? Tôi mới thấy có lần không thấy được hai lần rồi. Ôi. À thế à. Giờ sang quanh đó. Thế đóng thế cho ai? À thế à. Để coi hồi làm sao mà lật nó được mọt lại nè. Mày dám đu không? Người ta đu ha, lấy gì đu? À. Chị, mình đu luôn á. Trời ơi đu hả? Nó lật là nguy hiểm lắm nghe. Nhiều quá lắm rồi mẹ. Nhiều như vậy nhiều lắm mà hả? Đó anh thằng ơi. Ông chết rồi ông cười. Đu quá cười tôi ơi. Ôi, mình làm gì bây giờ ba thế rồi con ơi. Thì chỗ tính thì chở, anh chở Honda thì cũng chở gái nữa, tại vì nhiều lắm con, vô vụ nó nhiều lắm nên ai chở được cái nào chở, tại sợ mưa nó cài rồi xe Honda luôn. Nay em cũng rơm mà. Cái này cũng ba máy luôn, vừa chở xe Honda vừa chở máy cài nữa. Cái đó 640, 6040. Bây giờ lật cái một lại nè, bây giờ nó mới quan trọng nữa nè. À, giờ móc. Móc gịch. Anh cuốn rơm thì là móc cho gịch cho nó đứng lại. Lôi cho nó, giờ lôi cho nó. Ấy lại. Ê. Trời ơi. Trời ơi, văng luôn cái cây. Văng cái cây tốt bên kia luôn rồi. Ghê trời. Không sao. À, trời nó bay cây tốt bên đó luôn trời. Trời ơi. Dạ cái cây trên luôn rồi. Cây bay cái dèo ở đây luôn trời. Cầm cây cầm bọng vậy trơn này. Cầm luôn rồi. Xích cái cây ra luôn. Dịch cái cây nó bay cái dèo luôn, nó ai đứng gần nguy hiểm lắm luôn. Con biết một cục hai cây một cục rơm 20 kg thì 240 cục phải từ 4 tấn mấy 5 tấn không con à.
Chạy trời đất ơi. Quay được hết trơn luôn á. Quay cái khúc này bà té xuống luôn á, ghê không? Trời đất ơi. Cái lòng nó dạt ra ngoài luôn, con nó quẹo luôn rồi. Nó nghiễn lần trước luôn, nghiễn luôn mé bên tay trái luôn. Đó thế à. Cái dốc này cũng có gì đâu mà lật trời. Tại lúc nó lên dốc thì tính không có ở đây. Gì đâu bên đó nữa. Rụng đầu rụng cổ ra này. Giác chỉ là như là một cục 3.000 lắm con. Cảo lại. Cảo cho nó ngay lại cong rồi. Dịch lơ vô, dịch vô. Quẹo luôn. Đây chắc cũng gần đầy à. Một con lưng thì có 200 mà kê lên lớp là 240 mà con. Chắc được một cả vấn đề. Giờ này giờ nó lôi cái chỗ công nó ra mà nó chơi dây xích gì quá dài rồi. Rồi lúng luôn kìa. Cái đồ bao, cái đồ mọt chừng lúng luôn kìa. Trời đất ơi. Cái rơm, xe rơm, mọt rơm bị lúng là lúng rồi. Rồi. Đây là dè cái máy này xuống kéo máy lên đi. Gì vòng qua đó mất lầy luôn rồi. Trời đất ơi. Tháo dây xích ra lôi cái máy lên đi. Rồi tới công chuyện nữa rồi. Tính lôi cái ông nội cho ngay ra chơi, ông nội chạy vòng lại mất lầy luôn. Trời đất ơi. Rồi bây giờ ông này che lại lôi ông đó lên. Giúp ông này chơi xong thì ông đó bị nạn nữa rồi.
Tuấn phải đứng xa mới được không con, gần cái tại hai cái này nó dài quá, gần quá thấy không không rõ, thấy không hết hai chiếc, đứng xa vậy đó. Đó, trời ngọt rồi mới dài còn hơn cái gì nữa. Đó, giờ cuộn cho cái đít nồi lên. Ông này vừa lặt xong lên một đơm, cái ông này ve lại lôi, ông này lôi cái bội ra, ông này lội chạy vòng lại mắc lại luôn. Rồi lên. Lên nè, lên lên lên. Lên. Cái mọt này cũng gần 5 tấn rồi con, một rơm á, mới hết đâu. Con coi một 20 kg thì 100 cục thì nó 2 tấn rồi. Mà 200 thì 4 tấn, 240 thì nó nằm 4 tấn 8 rồi đó. Vậy chứ nặng lắm à. Mà cái này có 200, cái này có 200 là có 4 tấn à. Nãy cái mọt nó chở 240 đó. Rồi, lên rồi. Tới máy lên dốc này nữa bà con. Thấy nghiêng quá trời không biết sao. Lên dốc nghiêng mà qua cua nữa chứ. Không sao. Cua nhặt nghèo không à. Cái gì chứ nó cao quá bà con, cao nó lắc dữ lắm. Nó mà nghiêng hơi hơi thôi là nó lật rồi. Ok. Rồi cuối cùng cũng lên. Nhiều cua quá trời rồi con. Okay. Canh rồi okay. Hai ba người canh luôn. Được mót rơm khó khăn quá bà con. Tại vì mấy cày kéo lúa thì nó dễ rồi, nó ngắn. Còn mà mình chạy cái kéo rơm, cái mọt rơm nó dài á, khó canh lắm. Rồi cũng xong rồi. Rồi con chạy tới nước tới khúc nữa mắc lại đòi lọt xuống mương luôn rồi. Rồi đất ơi. Tính chạy đằng sau. Thấy em chạy chậm quá, em chạy vòng qua mấy anh đây. Chạy chưa ra vòng qua chưa kịp nữa ổng lọt cái mương nữa. Cái này đợi cái mấy cày kia ra thì ve lại chắc là qua nữa chứ lên nổi chứ mấy anh kia là cái lọt xuống đường mương luôn rồi. Ôi ôi hai mọt hết ngày luôn. Giờ nãy cái mọt kia lật ve mọt cái lại chắc lên. Bây giờ ông nhọt rồi mắc lầy. Giờ chạy mọt kia ra chắc lên. Ôi đất ơi. Chắc mùng một rồi chết luôn, mệt lâu dữ lắm mà con, tiếng máy 2 tiếng hồ được một.
Rồi xong nữa rồi. Giờ đợi mấy anh kia ra. Rồi đó, hết ngày đó. Nè cái vụ án hồi nãy nè mà con. Cái lỗ nè. Quá thế cái lỗ mà. Mấy cài nãy nè. Tại vì cái mày mấy cài kia nãy chạy ra chở hết mớ rồi. Nên không có lấy hết nên chừa lại nè. Hồi ra lấy tiếp. Quá thế rồi. Lỗ quá trời cái lỗ mà. Rồi tạm biệt bà con ha. Bà con nào chưa đăng ký nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho em ha.